Yo, xin chào tất cả anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong cái video ngày hôm nay. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 12 và cùng nhau xây dựng những đội hình siêu bá đạo nhé anh em ơi. Rồi, khởi đầu thì mình có một cái lõi AFK. Cái lõi này thì sẽ phát cho anh em mình một cái đội tiền khá khá sau khi mà bất động ở 3 vòng. Thì mình sẽ tua ngay sang đến vòng 3.1 luôn nhé. Nếu anh em cũng thắc mắc tại sao mình không quay từ vòng 2.1. Nhưng mà vòng 2.1 thực sự là nếu như mà có cái lõi gì quan trọng thì mình mới quay thôi. Đây là anh em mình quay đến vòng 3.1 để tiến đến thẳng cái lõi gọi là thứ hai cho nó nóng luôn anh em nhở. Cho nó nóng cái máy luôn đi. Thế nào? Chúng ta có đấu trường hạng ruồi, hộ pháp phân nhánh à? Mạo hiểm phân nhánh đi. Mong là sẽ có một cái ấn gì xài được. Tôi sợ là mấy cái ấn... Ủa, pháo thủ à? Pháo thủ khá ngon nhưng mà tôi lại muốn đập cái này ghê á. Tôi đã muốn chơi một cái con kiểu Swim siêu hóa hình các bạn ơi. Đấy. Theo các bạn thì mình có nên đập không? Đập biết đâu ra được một cái ấn của băng giá chẳng hạn, thì chúng ta có thể đánh nhiều băng hơn. Hoặc là nếu mà ra ấn hóa hình thì chúng ta sẽ hướng đến cái cột mốc 8 hóa hình. Kèo càng kèo càng. Còn biết đâu loại thứ ba nó ra cho chúng ta Pandora. Nhưng mà trường hợp đấy thì mình nghĩ là sẽ cần phải dựa vào nhân phẩm nữa. Bất bại là ta. Anh chàng này tự xưng mình là bất bại. Tự xưng mình là bất bại sao? Làm gì có ai bất bại ở cái đấu trường này, đúng không anh em? Thực sự để mà nói, nếu như những người chơi game hay nhất, đấy, những người chơi game hay nhất kể cả gọi là vô địch chung kết thế giới đi, ok, đấy, thì vẫn chắc chắn là sẽ có gọi là một cái trận thua nào đấy, chứ không hẳn là bất bại được. Để đạt được cái đỉnh vinh quang như thế thì mình nghĩ là những người như thế, những người mà kiểu chung kết thế giới các kiểu ấy, đã trải qua rất là nhiều gian nan. Rèn, ui giời, bảo hộ à. Mình sẽ chơi Swim bảo hộ luôn anh em nhá. Không lan ba nữa. Tập trung vào nhân vật chính. Swim bảo hộ. Vậy là mình sẽ kẹp thêm Zilean tốt. Kẹp thêm một con bát. Được. Hóa hình Nico. Chắc chắn là Morgana. Chúng ta sẽ có được thêm một chút ma thuật rồi. Mà hình như là game này chúng ta có đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh đấy thì có lợi thế hơn mình là Pandora. Wow. Anh chàng này thì có một con Katarina cầm vô cực à. Mình thấy Katarina cầm vô cực không ok la lắm. Món quà tăng giá. À không, trang bị tăng giá này thì anh chàng này có một cái Nanh Naso. Uầy, khả năng là đánh chiến binh các bạn ạ. Chiến binh Akali kết hợp với Katarina. Wow, thậm chí mình còn thua à? Đái mày. Ủi may nó đái một lần nên nó đái lần thứ hai thì anh em mình chắc là trôi đi đâu ấy. Zeravin thì may nó đái ít. Đi chợ nào. Chúng ta có Bright, Gwen, Virus. Anh em chắc là khá là thích Gwen đúng không? À, Ngọc Lâm lại thích Virus hơn. Còn mình thì mình sẽ lựa chọn một con này đi. Tôi muốn cho một con Swim cầm quyền trượng. Tại vì kỹ năng của Swim nó cũng khá là thú vị. Chúng ta có thể đắp cho nó quyền trượng để gia tăng lượng máu tối đa của nó. Mỗi lần gọi là quyền trượng tăng số thì nó sử dụng kỹ năng, máu của nó cũng sẽ được tăng lên. Wow, không có quyền trượng. Bây giờ có quyền trượng. Trang bị tiếp theo thì mình nghĩ chúng ta sẽ lắp giáp máu là ổn áp nhất. Game này thì anh em mình không cần lo về những cái trang bị đồ xấu đồ đẹp rồi. Chúng ta là có cái map rớt ra tất cả những trang bị là cái gói thôi. Vậy nên là mình nghĩ là game này anh em ai cũng có đồ kiểu chuẩn đét á. Ai đời, Ngọc Long GT, Virus cuồng đao, khả năng cao sẽ là một đội hình hóa hình rồng. Mình đoán là vậy. Chứ bây giờ mà
bảo anh chàng này chơi một cái đội hình gì về lây thì chắc chắn là nếu mà mình đoán trúng thì khả năng là may mắn thôi, cũng chỉ là dự đoán của mình thôi các bạn ạ. Lâu lâu ăn hên được cái. Wow, Swim kìa. Sự máu gần như là không thay đổi như mới đầu combat. Không hẳn là không thay đổi anh em ạ. Mình nhìn cái thanh máu nó không bị mất vậy thôi chứ. Máu nó dần dần nó tăng lên anh em nhá. Thấy chưa? Trầu thế. Vậy đó, cho mày bắn gãy cung luôn. Ừ, cho mày bắn gãy cung để sáng mai cũng không gãy được cái con Swim của tôi. Ok. Chỉ thiếu một vàng à. Lõi này hơi phèn anh em ạ, mình không cần. Đấy. Wow, Nasus. Này thì chúng ta sẽ có 5 hóa hình. Nguyện ước nhỏ. Ồ, khổng lồ nữa. Cái khổng lồ này mà kiểu tồn tại vĩnh viễn thì hay. Swim của chúng ta hóa khổng lồ. Đẹp luôn. À, sorry anh em. Tôi là hát xì, tôi phải che mặt lại nhá. Tôi phải che ra khỏi cái mic đây chứ không lại hát xì ở mặt anh em. Tôi rất ghét. Gọi là ông nào cũng hát xì tôi lua luôn. Thề. Thế nên là anh em mình gặp ông nào mà hát xì vào mặt anh em mình xem. Má muốn đấm vào mặt luôn đấy chứ. Đúng không? Squid này. Nhà này cũng đánh băng luôn à. Đây là một game đấu chúng ta có tương đối nhiều nhà chơi Swim. Nhà sức mạnh này thì có băng giá. Wow. Tàn tích 3 mi. Trang bị này thì lắp cho những con hàng dưới để nó có thể thiêu đốt gần như là toàn bộ đội hình nhà mình lâu dài hơn. Ok. Từ khi mà có Swim 2 và mình đắp cho nó một ấn của bá hộ phát là vô đối luôn. Wow, Rakan, Fibra. Cũng là Swim 2. Cạnh tranh với nhau à. Chắc chắn là sẽ có người thắng và người thua. Như một cái game mà tôi chơi Katarina ấy. Cái game mà đá hắc hóa anh em còn nhớ không? Game đấy thì tôi cũng có chơi Kata. Và đối thủ của tôi cũng chơi Kata. Cả hai bên thì nhà đấy thì còn một con nữa lên. Mình ấy, mình thì mình còn hai con nữa. Thế nên tôi phải xài hai cái nhân bản tường cỡ lớn. Đấy. Khó. Bể tướng có giới hạn anh em ạ. Wow, cái gì đây? Dấu hỏi chấm. Bạch kim. Gì à? Uầy, tái hiện thành quang à, trang bị để ngon nha anh em nhá. Nhưng mà đồ ở trong này hơi xấu. Tôi sẽ lấy cái quyền trượng thiên thần URF. Đấy, nó ngon hơn giáp máu nhiều anh em ạ. Tại vì là nó sẽ tăng được nhiều máu từ kỹ năng hơn, tăng nhiều AP hơn. Thế nên là anh em mình có độ hình trâu rồi thì tăng thêm AP thôi. Đúng không? Như đây, một cái cọc có tủ báo gì kè. Anh chàng này thì hình như được rất là nhiều tiền rồi. Hoặc là một gói trang bị hỗ trợ. Một cái điều mà đương nhiên khi mà tất cả anh em sẽ đều được phát cái dấu hỏi chấm bạch kim đấy, không phải mỗi một mình. Anh chàng này lại còn có thêm một gói trang bị của On nữa. Nếu mình thì mình thích cái trang bị của On hơn á. Tại vì nếu mà có giáp siêu linh hay là một cái trang bị gì như là Ngọc Thăng Hoa đấy. Ngọc Thăng Hoa đấy thì vô đối luôn. Ôi, nhìn kìa. 320 stack của quyền trượng liên thần. Không những trâu mà lại còn nhiều sát thương nữa. Đã chưa ạ? Wow, triệu gọi hỗn mang à. Ui, vương miện bảo hộ. Lấy luôn chứ có gì nữa anh em ơi. Như này là chúng ta sẽ kẹp nhiều bảo hộ và kẹp nhiều hóa hình vô luôn. Tuyệt vời bà con ơi. Bà con, cô bác, quý vị, anh chị em ơi. Bây giờ tôi sẽ chơi một con Swim siêu bá đạo nha. Đây, cái này phải lập cho bát mới đúng. Lập mẹ lần thì chết. Còn những cái trang bị ba gói à. Wow, không có nước mắt. Không nước mắt luôn. Này, tôi sẽ lắp thêm một giáp máu nữa. Cũng không có nước mắt luôn. Tôi muốn làm một cái Sojin khó như vậy sao? Hả? Cũng không có nước mắt luôn. Thế thì cứ đóng hết cái dàn tanh này. Phải gọi là cụ trâu đi. Cụ trâu bò to đi. Vương miện của thần chú đến từ vị trí của thầu xây. Wow. Hai ấn thần chú. Petsopia cầm hai cái cuồng đao. Anh chàng này thì vừa rèn một cái ấn gì đấy. Có một ấn của liên hoàn.
Hình như đó là một cái ấn từ phân nhánh. À, mạo hiểm đôi khi là cũng trở nên thành mình nguy hiểm hơn, đúng không? Hoặc là anh mình mạo hiểm thì sẽ đưa đến cho anh em mình một cái gọi là cái kết cục khó khó có tồn tại lâu được. Bất dính à, bát hai. Ui, su em hai rồi. Không biết là nhà đấy có dự tính là lên con su em ba hay không, mình đang hơi phân vân, hơi bị là khi mà không biết là cái nhà đấy có quyết tâm chơi không ấy. Tôi thì cũng muốn nửa lên cấp, nửa thì lại muốn roll su em ba đấy. Bây giờ thì phải làm sao đây anh em ơi? Với lại đầu tư cộng phát được hai nhân bản từ cỡ lớn đến từ vị trí của im là cô bé. Sao lại bảo con gái nhà người ta im? Mà đã là cô bé rồi thì phải được nâng niu, gọi là chiều chuộng chứ, đúng không? Cô bé rồi. Uầy, Rai cơ. À không, đây là một con Ezreal chứ không phải là Rai các bạn. Ezreal cầm cuồng đao và găng bầu thạch. Nhưng mà nó bắn nhìn như kiểu muỗi muỗi đốt thì nó cũng không không xứng đáng gọi là muỗi đốt luôn ấy. Thì nó không hề ấn gì mà với mấy những cái con tanh như này. Muỗi đốt là anh em còn bị ngứa cơ, nhưng mà hôm nay cũng chả mất tí máu nào. Này được coi là gì? Được coi là gì thì anh em bình luận ở phía dưới giúp mình nhá. Nasus Mother Ngọc Long GS. Cái ông đấy cũng chơi hóa hình các bạn ạ. Bảo sao là lấy con rồng 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 Spotter. Vậy thì anh em mình lại không có hàng Spotter chơi. Quéo quéo quéo. Quay hai lượt đổi miễn phí. Chúng ta có Savannah duy lần. Tính ra là băng giá này thì chúng ta cần phải kẹp thêm một cái con còn Dyna hoặc là một con Olaf thì chúng ta mới kích hoạt được ba băng. Trừ như cái con Bria với cả Elise thì anh em mình đã có cột mốc 2 rồi nhỉ. Yeah. Nhưng mà cái này thì cũng có được bảo hộ. Năm bảo hộ trâu nhức nách. Đây rồi. Đối thủ chuyển kiếp. Một nhà đánh rồng. Wow, hình như là anh chàng này cũng đang muốn lên số em 3 thì phải. Số em 3 hoặc là Nico 3. Tôi lúc đầu tôi cũng không tính lên rồi đấy. Nhưng mà nhìn nhà này xào những cái con bậc 3 anh em ạ. Xào những cái con bậc 3 mà chỉ có cột mốc 1 sao thôi. Thế thì nó sẽ rất lâu và tỷ lệ lên được su em 3 sao là hơi khó. Không hẳn là khó nhưng mà nó sẽ rất là lâu các bạn ạ. Theo vào đấy thì chúng ta sẽ xào luôn những cái con bậc 3 mà 2 sao đi. Đấy. Con này 19.000 máu à? Eo ơi. À, 20.000 rồi. Sao cảm giác su em nhà mình bé nhỏ hơn nhưng mà vẫn win nhỉ? Đây gọi là gì ạ? Nhỏ mà có võ trong người đúng không? Nhỏ mà có võ chứ còn gì nữa. Đây. Mình sẽ bỏ bớt một bảo hộ đi và cho thêm 6 hóa hình. Điều này thì sẽ giúp cho cái lượng máu tối đa của những con hóa hình được gia tăng. Nên là swim trâu càng thêm trâu. Nếu mà game này mà mình đạt được cái đội hình 8 hóa hình và 5 bảo hộ thì phải nói với anh em là một siêu phẩm có một trong hai, có một không hai ở đấu trường chân lý mùa 12 này luôn. Và cái điều quan trọng nhất mà mình đang muốn sở hữu là một cái chào vàng đi. Chào vàng là được. Còn đai máu thì anh em mình quá là easy đúng không? Anh có thể thấy thì mình lắp ba cái giáp máu là đủ hiểu cái độ gọi là trâu máu của tôi rồi. Em xem lượng máu của Zoom này, 8.000 này. Mỗi lần skill nó máu nó lên. Lên chưa? Ủa 9.700. Con Rai của tính bạn cũng có quyền trượng. Nhưng mà tuổi gì anh em ạ? À? Tuổi gì? Ui 11.000 máu. Trâu nhưng mà đánh lâu vẫn không chết. Thì chỉ có là swim thôi. Ủa ông này cũng swim. Sợ đấy. Level 8 là một cái cấp độ mà tôi cũng cảm giác như rất khó để có thể lên được Swim 3 sao.
Nhưng mà phải liều thôi. Bây giờ anh em mình lên 9 thì cũng chỉ kẹp thêm một con bảo hộ vào. Cái điều mà tôi rất tiếc ở cái mùa 10, 12 lần này ấy là Riot Games lại quyết định xóa đi cái bùa chú, chảo hoặc là xẻng vàng. Điều này thì mình nghĩ là nó sẽ gọi là có cân bằng game hơn ở cho những anh em nào muốn kiểu đánh thi đấu chuyên nghiệp các kiểu đấy. Còn những người làm content như tôi ấy, thì lại thích những cái đấy đấy, buồn. Cửa hàng tự động này tầm này là chỉ cần bảo hộ thôi chứ không cần băng băng cọc gì đâu nha anh em nhé. Nasdaq Swain nè, JC nè, Nasus nè, hết rồi à? Là còn 3 con Swain nữa thì chúng ta sẽ có được Swain 3 sao. Và bất kỳ trận đấu nào thì trang bị ngăn hồi máu luôn luôn là cái thứ mà mình đang phải gọi là bắt buộc phải có đây các bạn ạ. Đúng, chính xác là nhà này đánh chiến binh nhưng mà chiến binh Chitana thì cũng đẹp lắm. Thôi xong rồi. Meta nào cho chiến binh Chitana đây? Ai chỉ đây? Thầy nào chỉ báo tôi cái. Đây là chết rồi, thầy Cường không chỉ nha này nhá. Mình toàn chỉ cho anh em những quả giáo án là xịn xò con bò. Bò cười, bò tót thôi chứ. Tầm này không phải tôi. Em may tay chế à? Không cần lắm anh em ơi. Wow. Cứ phải roll roll á. 32% không phải là thấp. Nhưng mà nếu mà chúng ta roll mạnh ở level 7 thì sẽ có tỷ lệ lên được Swain 3 sao một cách nhanh hơn đúng không? Một cách nhanh hơn và nó sẽ cho anh em được chiêm ngưỡng Swain này. Nhưng mà biết đâu lên 8 lại có 4 bảo hộ sau hóa hình. Nó lại là mách mách binh nhờ, mách binh luôn. Rồi một hình thông thông đạo ạ. Chính xác là thông đạo đến từ vị trí của Dương Mạnh. Nhà này chỉ còn lại 15 tiết thôi. Không biết là có thông sống thọ sau cỏi sống thọ trong cái round nốt lần này không đây. Đi không ạ? Wow. Uầy, một máu. Đứa anh biết tại sao mình biết đối thủ của một máu. Tại vì cái con linh thú mình đang xài ấy, nếu mà hạ gục đối thủ ấy thì nó sẽ có hiệu ứng kết liễu. Rất là đẹp nha. Chút nữa mình sẽ show cho anh em xem. Đấy, cũng như anh em nào mà quan tâm muốn mua những cái deck đấu trường có những cái con đẹp như này sẵn rồi anh em nhá. Đấy. Uầy, thì có thể inbox cho mình nha anh em ơi. Giá rất là học sinh sinh viên thôi, thực sự là hạt rẻ luôn ấy. Anh em nào mà muốn mua cho mình một cái nick kiểu leo rank lại từ đầu đi. Nhiều anh em cũng than với mình là elo nó hơi bị thấp. Đấy, anh em mình chơi lại một cái nick thì đánh cũng kiểu rất là nhanh thôi. Không vấn đề gì cả. Ngọc Long Smolder này vẫn xào những cái tố bậc 3 nhưng mà lại hướng đến con Nico hơn. Tôi thì chỉ cần Nico 2 thôi. Bát nhà mình là cũng có cái ngăn hồi máu của con Swain này. Nhưng mà nhà này thì lại có cái bộ tộc rồng, nó lại ngăn hồi máu của mình lại. Con Swain team địch của team địch thăng hoa rồi các bạn ơi. 19.000 máu. Con nhìn nó quỷ hơn mình nhiều anh em ạ. Ui, chỉ có lệch một trang bị thôi ta. Lệch một trang bị thôi. Wow, cái gì đây? Thêm hẳn một slot luôn. Đã rất là lâu rồi tôi mới thấy một cái video chợ mà hào nhoáng như thế này. Đúng không anh em? Rất là hào nhoáng. Mình Swain của mình bây giờ bắt đầu cá đuối rồi. Nhưng không lại Swain một team địch nữa. Nhưng mà không sao, khi mà Swain 3 sao là khác biệt nha. Bây giờ mình sẽ cho thêm một bảo hộ nữa vào này. Ui, Swim. Đây. Cái này 5 bảo hộ. Cái gì? Tướng à? Ui, Rakan 2 và Diana. Vậy là phải phải cần một ấn nữa thì mình mới lên được 8 hóa hình các bạn ạ.
không có thêm một con siêu êm nào nữa, rất là buồn. Oh my god, hút đồ sang cho con Moana đi. Buồn lắm ai ơi. Đây một cái Soji mình nghĩ là cho luôn Moana đi. Wow, quắp luôn một con JC về. Bất bại là ta. Cái này thì mạnh thật. Rai ba đồ thì rất là nhiều sát thương. Sát thương thậm chí về lây. Mà quan trọng là có thể câu kéo cho Rai skill nhiều lần hay không mới là một vấn đề. Nhà này nhân bản tướng cỡ nhỏ cỡ lớn luôn ạ. Cỡ nhỏ cỡ lớn luôn ấy thì. Wow, Nasir 2 biến hóa. Wow, một con nữa thôi please. Làm ơn đấy. Tôi phải hy sinh con tôm tép để hướng đến một con. Ui, Smother. Cái này mình không đánh rồng được các bạn ạ. Cùng làm lên 9 thì mới cho rồng vào được thôi. Mình sẽ tập trung Oni ở level 8 nhưng mà có vẻ như không khả thi hơn một chút nào cả anh em ạ. Ai ơi ơi, bất lực quá. Một cháu swim nữa thôi mà. Mình nghĩ là anh em chơi game luôn luôn, gọi là hình như chắc chắn là không hẳn là luôn luôn nhá, chắc chắn là đã từng trải qua một trường hợp như này, roll đến mức bất lực bán tất cả những cái con tướng của mình đi để tìm kiếm một con, thậm chí con đấy tỷ lệ phần trăm rất là cao. Tướng bảo hộ nhận được lượng hồi phục gấp đôi. Đây là cái lý do mà mình lắp ấn bảo hộ dành cho cái con Swim. Chứ không phải là tự dưng để tôi phí mẹ một cái ấn cho Swim đâu anh em ạ. Hồi máu gấp đôi đấy nhá. Chứ tôi cũng dại gì tôi lắp cái ấn cho nó. Ô, hình như là anh chàng này cũng bắt. Vậy là không biết là sắp hết hàng chưa. Tôi sẽ chờ đợi Oreo. Oreo này niệm đi rồi anh em mình lượm lại ha. Chứ giờ bây giờ mà ganh đua với nhau, cạnh tranh với nhau nữa thì ba nhà truy xâm thế này thì khó luôn. Quyền trượng đi, đội hình trâu à. Ui, hóa hình này, cái ấn này anh em ạ. Cái này với cái ấn ma mị này thì chúng ta có thể đạt được cái cột mốc là 8 hóa hình và 5 bảo hộ đấy. Nhưng mà phải lên một cấp nữa. Và phải tìm lại một con không con gì cả. Con gì hóa hình? À Bria. Không có luôn à. Ui anh này anh mua hẳn một con Dragon. Ui Ngọc Long này. Ngọc Long đánh đồng là chuẩn bài rồi đấy. Giao vẫn tiết kiệm nhân bản nên biết là anh chàng này tính để dành cho ai nữa đây. Nhưng mình là mình sẽ xài ngay một cái nhân bản tướng cỡ lớn dành cho Smother để có thể làm to hơn rồi. Wow, có khi nào Morgana của chúng ta bắt được con Swim về không ta? Nhưng mà bị mẹ thằng Virus bắn rụng mẹ trứng rồi. Ô hay thật. Ông Virus ông lắp cả quỷ thư để khắc chế bảo hộ như mình á. Ngăn hồi máu cỡ đó. Vừa rồng vừa quỷ thư virus. Quỷ ma chưa? Ác quỷ ma thế. Oreo niệm rồi. Brea. Biến hóa thì cháu chịu đấy. Đây rồi. Cuối cùng thì chúng ta đã làm được rồi các bạn ơi. 20 máu à. Tiếp tục đối đầu với Ngọc Long. Tôi sẽ phải đổi vị trí của Morgana ra để tránh đi cái ngưỡng sát thương của cái con Virus nó bắn. Morgana thì nó là một vị tướng đánh xa nhé anh em nhé. Tay dài phết. Đấy đứng đây nó với được con Nico là đẹp ơi. Cho Virus mày bắn luôn. Đây. Bắn luôn đi. Ui nó cứ hồi phát 800 máu anh em ơi. 900 máu. Đây là con bị dính hiệu ứng quỷ thư vẫn còn hồi nghìn máu được. Xem máu nó hồi kìa. Ui 1.300. Bây giờ thăng hoa lên ha.
Xem mà thăng hoa lên nào. Ai trâu hơn? Hồi nãy là lại số của em 12 sao thôi nè. Rồi rồi. Rồi. Rồi mày như nào? Mày như nào? Úi trời ơi. Đái ra quần liện. Ui, hình như bất bại cũng bị thua trước bản sao nhà mình. Mà bất bại rất nguy hiểm anh em ạ. Hình như anh chàng này đang muốn lên một cái con gì đấy 3 sao. Như kiểu 4 tiền 3 sao à, Nico 3 sao. Ai đây? Ai Nico này còn ní vậy? Vẫn rất là tham, nếu mình là mình sẽ lựa chọn một là Rai, còn hai sẽ là Taric. Chơi hôm nay thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn Taric khi mà Taric đang nhiều hơn. Đúng không? Như này anh em gọi là gì? Như tôi gọi là tham. Nếu mình trong trường hợp này mình sẽ bán từ từ. Đấy, tìm biến hóa để đời nữa. Là chắc chắn là top 1 kiểu nếu mà ra được thì top 1 rất cao. Và như là top 1 luôn chứ còn gì nữa mà cao gì. Nhưng mà nhà này lại không có một cái sức quyết định liều như vậy. Uầy, 15.000 máu kìa. Trầu đấy. Như nào? Anh đã xuất anh cũng trâu ua. Ôi rồi ơi. Đây, ơi kết liễu của Akali. Vệ binh tinh tú tí nỉ. Rất là ngầu anh em nhá. Quan tâm thì inbox cho mình nha anh em ơi. Wow, có một ấn kỳ quái thôi. Mình có thể lấy ấn kỳ quái. Nhưng mà thôi. Tôi lấy cái quyền trượng này cho nó đam về lấy game nó khỏe hơn anh em nhận. Giờ cũng không lên cấp được rồi. Ánh sáng hóa. Bây giờ làm sao đây nhở? Nếu mà hút đồ của con chỉ có không hút đồ. Cũng không ngẫu nhiên ra được cái giáp máu của cho con Squem anh em ha. Giáp máu cho Nasus thôi. Đây. Đánh với nhà này phải xếp như vậy. Rồi, cố chấp quá rồi đấy. Tầm này tôi thấy anh chàng này quá cố chấp rồi. Vẫn rất là tiết kiệm. Rồi xong rồi. 6 máu thì không lo mà dãy ruộng đi. Cứ đòi solo Squem với tôi. Bắn có gãy được đâu. Ngoài Squem 2 thì may ra có thể ăn được mình. Chứ bây giờ mình Squem 3 rồi anh em ạ. Vua rồi. Vua băng giá rồi. Nhìn hai con Nasus với cả Squem thế này thì ai ai chơi. Và hình như là trận đấu ta cũng sẽ kết thúc tại đây luôn. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video của mình. Nếu thấy thích video lần này, thấy đừng quên để lại cho mình một like nha anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye tất cả anh em.